hé lộ công diễn Nam Chi Pu sẽ có màn solo 1-1 với các tỷ tỷ và luật chơi được công bố trong Đạp Gió 2023. Trên Weibo, những tin đồn về vòng đấu mới của Đạp Gió 2023 đang được Cnet lan truyền. Các tỷ tỷ được đồn đoán ba liên minh Tạ Na, Amber, Ella sẽ đấu trong 3 vòng. Vòng đầu sẽ đấu theo đội theo số lượng mỗi team là 6-5-4. Vòng 2 sẽ là hai đội trưởng của mỗi liên minh đấu nhau. Vòng 3 sẽ là đấu 1-1-1 giữa đại diện của ba liên minh. Theo đó, Chi Pu sẽ tham gia biểu diễn ở hai vòng 2 và 3. Vòng 2 cô sẽ biểu diễn ca khúc Swing bản chung Super Junior. Vòng 3 sẽ biểu diễn ca khúc Lonely Dance bản rap trong chương trình The Rap of China 2022. Swing được nhận xét có tiết tấu nhanh đến mức khiến người Trung cũng khó nghe đúng ca từ và khó phát âm, trong khi Lonely Dance là một bản rap. Vẫn biết Chi Pu bày tỏ muốn thử sức ở đa dạng thể loại, nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng lo lắng cho cô bởi cả hai ca khúc này đều quá khó. Luyện tập cho bài hát Muốn Đi Biển ở công diễn 3 từng khiến Chi Pu phải vất vả, bật khóc. Swing và Lonely Dance được nhận xét là khó gấp đôi Muốn Đi Biển, sẽ làm khó Chi Pu tới mức nào? Netizen xứ Trung đồn đoán có lẽ Chi Pu vẫn đang ở nơi ghi hình để luyện tập vì độ khó của công diễn 5, trong khi các tỷ tỷ khác đều đã về nhà nghỉ ngơi. Công diễn 5 được đánh giá là vòng đặc biệt quan trọng, bởi đây sẽ là buổi công diễn cuối cùng để quyết định các thí sinh bước vào đêm chung kết của Đạp Gió 2023 đêm cưỡi gió. Hiện người hâm mộ Trung đang đăng bài cầu nguyện và cổ vũ cho Chi Pu sẽ làm tốt hoặc ban tổ chức có thể tạo điều kiện cho cô rap bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để giảm bớt khó khăn. Chi Pu cùng 12 đội trưởng của Đạp Gió 2023 tính đến công diễn 3. Đội trưởng ở các vòng sau sẽ được bổ nhiệm bởi các đội trưởng ở các vòng trước. Tỷ tỷ được chọn làm đội trưởng đều là những người có màn thể hiện nổi bật, thứ hạng cao và ổn định. Có lẽ khán giả sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn khi các tập mới của Đạp Gió 2023 lên sóng. Điều người hâm mộ có thể an tâm chính là chỉ cần Chi Pu giữ phong độ tốt, cô sẽ nhẹ nhàng tiến vào chung kết mà không gặp quá nhiều trở ngại. Được biết, fan Trung đang truyền tai nhau dường như vì các ca khúc ở công diễn 5 của tỷ tỷ Đạp Gió rẽ sóng Đạp Gió 2023 quá khó. Chi Pu đã ở lại nơi ghi hình để luyện tập, dù các tỷ tỷ khác đã trở về nhà.